tiếp tục công việc anh chị. Lô đất giá rẻ, cái đường này 14 mét tổng này anh chị, ghê không? Vỉa hè mỗi bên 3m3, lọt lòng này 7m rưỡi, tính ra chính xác là 14,1m tổng cái đường này, đường thông bình cờ. Hôm nay em mang tới cho anh chị mình lô đất trong khu dân cư giá rẻ 2,5 tỷ, đây sát bên căn nhà đó anh chị ha. Cái đường này nó thông mặt cờ, thông hành đầu, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, dễ hình dung. Chỗ đây, đi ra đây quý anh chị này, đường Nguyễn Du, mà cái cổng sau của khu công nghiệp V-Ship 1, hay còn gọi là khu công nghiệp Việt Nam Singapore đó quý anh chị, kế bên đây luôn đấy, loanh quanh 200-300m thôi. Anh chị mình sẽ tới cái cổng sau của khu công nghiệp V-Ship 1 anh chị nhá. Anh chị nào mà đang cần tìm một cái bất động sản tại phường Bình Hòa để phục vụ cho vấn đề mình ở hoặc đầu tư mà gần khu công nghiệp V-Ship 1 với mức giá rẻ, đây ngày hôm nay em mang tới cho anh chị mình lô đất này 2,5 tỷ, cực kỳ rẻ, ở trong khu này rẻ nhất, chính xác 100%. Nếu anh chị nào mà tìm được một cái lô nào khác mà rẻ hơn lô này thì em xin thua đấy, nhưng mà em nói thì chắc chắn là 100% anh chị nhá. Lô này rẻ nhất 2,5 tỷ, còn thương lượng cần bán gấp đấy, sổ hồng riêng, tất cả bất động sản em Hải review là sổ hồng riêng. Mua là đi công chứng, mua là sang tên, mua là công chứng chuyển nhượng sang tên anh chị nhá, có hỗ trợ ngân hàng nếu anh chị mình cần. Còn cái lô đất này quý chị này, thứ nhất em vẫn nói với anh chị này, thứ nhất là sổ hồng riêng này đó, tại vì em chỉ review sổ hồng riêng, em không review sổ chung, anh chị yên tâm nhá. Đó là cái thứ nhất của cái quan điểm của bên em là kênh YouTube Hoàng Hải bất động sản này, em Hải này đó, em chuyên thị trường bất động sản thành phố Di An, thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương, ngoài ra là có Tân Uyên, Biên Hòa rồi Thủ Đức quý chị nhá, nhưng mà hai khu vực chính là Di An và Thuận An quý chị nhá. Đó thì bất động sản này em mang tới cho anh chị mình, thứ nhất là nó rẻ, rẻ nhất trong khu này luôn, và thứ hai là có một cái vị trí rất là đẹp kế bên khu công nghiệp V-Ship 1 anh chị nhá. Đó, một cái vị thế rất là đẹp ở cái khu vực này với vị trí này và tầm giá này là rất rẻ quý anh chị ha. Đó, để tìm ra một cái lô đất đẹp như thế này mà giá 2,5 tỷ là không có. Ngoài ra nữa chị, sổ hồng riêng, sổ này có sẵn luôn, sổ ở nhà luôn, anh chị nào muốn qua gặp trực tiếp chị chủ nhà này để xem sổ được luôn anh chị nhá, thoải mái luôn anh chị nhá. Sổ có sẵn anh chị nhá, sổ này không có để ở ngân hàng mà sổ để ở nhà, sổ để ở nhà. À, quý anh chị nhá. Đấy, nên là mua bán là có thể công chứng ngay bất cứ lúc nào nếu mà anh chị mình muốn. Cái vỉa hè này là 3m3, cái lô đất của mình đẹp không vướng gì luôn anh chị nhá. Cái tủ điện này thì hơi sang bên nhà bên đây hết rồi. Đó quý anh chị thấy không? Đây này. Đó quý anh chị thấy không? Tính ra là đất mình không vướng gì anh chị nhá, không hề vướng gì luôn. Đó quý anh chị thấy đẹp không? Cái cây này giữa hai nhà, bề ngang này 4m rưỡi. Đó, em Hải review là chi tiết và chính xác đúng 100% anh chị nhá. À, anh chị nhớ đăng ký kênh của em Hải đi. Nhà đất rất là nhiều để cho anh chị mình tham khảo. À, với diện tích 72m2, ở trong đây là phân đều như nhau. Thổ cư là thổ cư 100%, anh chị mình tưởng tượng căn nhà của hàng xóm đây, diện tích như nhau, 72m2 là như vậy đâu quý chị ha. Dài 16m, ngang 4m rưỡi, ở trong đây là đều hết, nhà nào cũng vậy hết quý chị nhá. Đó, rất đẹp luôn quý chị ơi, nếu mà được thì mình hãy lấy ngay lô đất này để mình xây nhà mình ở. Ở cái khu này một cái vị thế rất là đẹp, mà đây là thuộc phường Bình Hòa đó quý chị ạ. Ở tại phường Bình Hòa mà tìm một lô đất trong khu dân cư với diện tích như thế này, sổ hồng riêng với tầm giá 2,5 tỷ thương lượng là không có nhiều đâu anh chị, không có, gần như không có, tại vì cái đường này, cái khu dân cư này nó cũng đẹp, mà cái đường này tổng là 14m1 đó quý chị ha. 14,1m giống như em cộng ở trên sổ nó thể hiện luôn anh chị nhá. Lọt lòng này là 7m rưỡi này, vỉa hè mỗi bên là 3m3. Đó, nên là tổng mình cộng lại là 14,1m quý chị ha. Đó thì lô đất này cực kỳ đẹp luôn. Sổ sắn anh chị nào mà mình mua thì mình có thể đàm phán thêm, ngoài ra là anh chị mong muốn như thế nào thì cứ alo cho em Hải ha, đặt vấn đề. Đó, còn lô đất của em Hải là trong khu dân cư và thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, chỉ cần bước ra đây là đường Nguyễn Du ngay đầu đường. Đường Nguyễn Du thì ngay đây đây, cái dự án mình nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Du. Ngoài ra bước qua bên kia đường là cổng sau khu công nghiệp V-Ship 1. Ngoài ra chỗ này mình dễ dàng di chuyển ra chợ 434 ngay đây luôn, 500m anh chị nhá. Chợ 434 500m. Còn ngoài ra nữa quý chị này, mình có thể di chuyển xuống Vincom Di An ngã tư 550 đó của thành phố Di An nhá. Hai cái vị trí em vừa nêu tên anh chị nhá, chỉ loanh quanh 2 km thôi, 2 km ha, 2 km anh chị nhá. Chạy thẳng một đường DT743 bên đây này. Đó, là mình xuống Vincom và xuống ngã tư 550 là 2 km. Còn đất của mình là tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ha. Dễ hình dung nhất là cổng sau khu công nghiệp V-Ship 1 và gần chợ 434, nằm trên trục đường Nguyễn Du. Đó, giá cực kỳ rẻ luôn. Lô này là quá rẻ rồi. Anh chị nào mà được thì vào việc luôn anh chị nhá. Rồi em xin cảm ơn.